cái bức ảnh, 10 cái bức ảnh con trâu đó, để con giảng cái câu: dần dần trí quan sát và cảnh chiếu soi trở thành nhất như. Đây là đặc điểm căn bản, vì không phải ta là quan sát viên mà ta đang quan sát ta. Đã cái câu này con lịnh. Nếu con biết cái 10, con biết cái chuyện con trâu với chú Mục Đồng thì con chỉ cái chỗ đó. Ta vẽ chú Mục Đồng với con trâu. Con trâu là tượng, là chỉ cái gì? Những cái vọng tâm hàng ngày của chúng mình. Còn chú Mục Đồng là chỉ cái gì? Chỉ cái gì con? Cái tâm theo dõi, cái trí. Mình gọi đây là cái trí quan sát. Thế là cái trí quan sát nó đang theo dõi con trâu. Là chú Mục Đồng ấy, lo chăm cái con trâu đó. Mà chăm lúc đầu thì còn phải làm gì? Con kể từ đầu đến đuôi cho tới cái lúc này. Đi tìm con trâu thì mấy cô tu tứ niệm xứ làm gì đây? Con soi mình xem con trâu nó chạy phương nào. Xem con trâu này nó cái sừng nó ở đâu, cái mũi nó ở chỗ nào, cẳng nó ở chỗ nào. Lúc đầu là mình ngồi mình soi, mình lại quay lại mình. Để tập ý thức được những các cái vọng tâm, đó là tìm thấy được con trâu. Cái này là một công phu dài, không phải ngắn. Chứ còn mọi khi tham ấy thì cứ tôi thích, giận ấy thì tôi không chịu. Chứ đâu có ý thức được nó là cái tham, nó là cái sân. Cho nên ý thức được tức là tìm được con trâu rồi. Rồi gì nữa? Cái mặt thầy, con tìm được con trâu rồi thì con cột nó lại. Con làm nào con cột nó lại? Cái mặt thầy con. Ta bảo lấy cái giới luật để cột. Nhưng mà bây giờ mình đang tu ở đây là con lấy cái gì con cột nó? Con lấy cái được tướng ra. Đấy, ngay cái pháp môn mình đang tu đấy. Tức là bây giờ mấy cô đang cột con trâu đấy. Rồi con làm gì? Kéo cái mũi nó quay về mình. Mọi khi là nó hung hăng, nó chạy đi dẫm mạ lung tung của mọi người. Thế nào là nó dẫm mạ của mọi người? Nó dẫm mạ của người ta, tức là ví dụ nó nói xấu đến người ta, nó làm một cái gì thiệt hại đến người ta. Bởi vì cái con trâu ấy nó lại là chủ của chúng mình, nó sai chúng mình hàng ngày để mình đang sống, lấy nó làm ông chủ, hoàn toàn nô lệ, nó bảo sao làm vậy. Cho nên cái miệng, nhất là người nữ, cái miệng sẵn sàng chẳng những là kẻ xấu mà còn vu oan cho người ta nữa. Và những cái ấy là dẫm vào mạ của người ta, làm hại đến cái danh giá, hại đến sự nghiệp của người ta. Thế cho nên gọi là để cho con trâu nó dẫm mạ. Thế thì lúc bây giờ mình làm gì? Tủi lùi về. Thì đấy, bây giờ các con đang kéo mũi nó lôi nó về đấy. Những cái giờ tu của mình ấy là mình đang, mà cũng có thể bây giờ còn vọng tưởng lắm, chắc còn nhiều lắm. Đó là nó nãy còn hung hăng, nó chìa mũi ra, thì bây giờ mình kéo lại, thì mình kéo mũi nó về. Thế như thế cứ tập mãi dần dần thì con trâu nó sẽ ăn sao, nó trắng được cái đầu, xong rồi nó trắng được đến hết cái thân, rồi nó trắng được toàn thân, từ đỉnh đầu đến cái đuôi nó trắng ra. Nghĩa là gì? Tham sân si nó tan đi. Nó tan đi đến đâu thì cái tâm mình nó trắng ra đến đấy. Thế cho nên gọi, người ta vẽ ảnh, người ta vẽ con trâu, cái đầu nó trắng, xong mà nó trắng đến cái bụng, xong nó trắng đến cái đuôi, rồi nó trắng đến hết cả bốn chân, trắng hoàn toàn. Thì tức là lúc bây giờ chúng ta đã được cái gì? Trong sách gọi là ngũ ấm thiện, tức là được noãn pháp. Chứng được quả gọi là noãn pháp. Noãn tức là đã âm ấm. Cũng ví như cái người ta cọ, lấy hai cái gỗ người ta cọ vào nhau, mà hai cái gỗ nó đã âm ấm rồi, tức là cái trí tuệ tuy nó chưa bùng ra hẳn, chứ mà cũng đã có một cái thứ trí tuệ âm ấm ở trong cái tâm thức của mình rồi. Cho nên gọi là được noãn pháp, tức là một cái ngôi vị của tiểu thừa đấy. Coi như sửa soạn cái người này, sửa soạn thành người trí tuệ. Cho nên gọi là ngôi ngoãn pháp.
Mà nếu cứ tiến nữa thì lên đỉnh, đã, lên ngôi đỉnh. Đỉnh tức là đỉnh cái thế gian này. Tất cả người thế gian ở cõi dục giới này, coi như mình ở trên đỉnh rồi. Thế, thế là lúc bây giờ là con trâu nó đã hoàn toàn về với cái người mục đồng. Nhớ là người mục đồng là tượng trưng cho cái gì? Ý chí. À, thế mà bây giờ cái con trâu là cái vọng tâm mà nó trở về với trí tuệ. À, nó đã nằm phục ở bên cạnh cái trí tuệ. Cái chú mục đồng đi đâu, con trâu cũng theo đi đấy. Giờ lúc mà rảnh rang, chú mục đồng ngồi thổi sáo thì con trâu nằm bên cạnh. Đó là nêu cái gì? Nêu cái gì? Chú mục đồng ngồi thổi sáo là nêu cái gì? Cái trí không phải vất vả nữa, mà bây giờ coi như là tâm với trí nó hòa hợp rồi. Cho nên cái tâm, cái vọng tâm nó đã hòa hợp với cái trí. Cho nên cái trí ngồi thổi sáo đó là tỏ ra bình an, yên ổn, không phải có cái vất vả nhọc nhằn để ý đến con trâu nữa. Thế đấy là coi như là đã tới ngôi đỉnh rồi đấy, đỉnh của thế gian rồi, tâm đã thành trí rồi. À, thế rồi đến cái chỗ không còn thấy con trâu đâu nữa, phải không? À, tại sao lại không còn thấy con trâu đâu nữa? Toàn tan hết cái vọng. À, thế tan hết cái vọng rồi chỉ còn trí. Mà lúc bây giờ không có trâu thì có dùng đến trí của chú mục đồng nữa không? Thế cho nên chú mục đồng cũng không. Và lúc bây giờ ảnh chỉ để một bức trăng mà thôi, một cái ông trăng, phải không? Cái vầng trăng sáng, nghĩa là cái tuệ cũng không cần phải soi chiếu đến cái vọng tâm thì nó đâu còn nữa. Cái tuệ tự nó là sáng vàng vặc, chiếu soi khắp pháp giới. Thế thì đấy, tới cái lúc ấy thì gọi là cái gì? Đây là gì? Dần dần trí quán và cảnh chiếu nó trở thành nhất như. Không có trí nữa mà cũng không có cảnh chiếu nữa thì gọi là trở thành nhất như. Vì không phải ta là quan sát viên mà ta đang quan sát ta. Câu này nghĩa thế nào? Minh định cái nghĩa. Thế nào là quan sát viên? Một người đứng ngoài mà ngó, cho nên gọi là quan sát viên. Cũng như bây giờ ta đứng, ta ngó cái vườn kia, thì ta đứng ngoài, ta nhìn cái vườn đó, thì ta là quan sát viên. Tức là một người đứng quan sát một vật khác. Thế ở đây lại nói rằng khi mà ta quán bất tịnh thì ta không phải là quan sát viên mà ta đang quan sát ta là sao? Không phải là ta đứng ngoài cái thân này mà ta ngó vào cái thân mà ta đang nhìn ta. Đó. Thế vì thế cho nên bây giờ thì ta tập, ta tách cái vọng tâm ra, ta nhìn thẳng. Bởi vì những cái tham, cái sân, cái yêu, cái ghét, cái mừng, cái giận, những cái là nghiệp chứ không phải là tâm. Cái là cái nghiệp, nó chỉ huy cái tâm. Từ trước tới nay ta bị cái nghiệp nó làm chủ, thành ra ta quên. Thì bây giờ tập tách nó ra. Cho nên quan sát đây là quan sát những cái tham, cái giận, cái yêu, cái ghét, cái mừng, cái tủi, để nó tan đi. Còn ta thì cái trí quán chiếu ấy, thì nó vẫn thường chủ, nó vẫn là chủ nhân âm, nó đứng nhìn những cái ấy. Thì để những cái ấy vì nó là giả, cho nên khi nó được cái trí soi tới thì nó liền tan. Thế thì cũng như cái, những cái sương mù đó, hễ có ánh mặt trời chiếu tới thì nó phải tan, bởi vì nó là những cái hư vọng. Thế cho nên đây mình đang quan sát mình, nhưng mà để tách ra đâu là ta, đâu là những cái ngoại lai, những cái tham, cái giận, những cái ấy là những cái nghiệp, nó không phải ta, mà từ vô thủy mình cứ làm. Thì bây giờ nhìn nó tan đi,
Để nó tan đi thì chỉ còn có cái trí mà thôi. Mà đến khi, đấy như cái bức tranh 10 con trâu, 10 bức tranh con trâu đó, thật thật là rõ ràng. Là cái chỉ cái việc này thật rõ ràng. Lúc đầu thì phải thấy mình với con trâu là hai. Bởi vì con trâu này là những vọng tâm, những tham, những sân, những buồn, những tội, những cái hư vọng mà mình lầm từ trước cứ nhận nó là mình. Thì bây giờ phải ý thức được nó, thấy tách hẳn nó ra. Cái đó là thấy có con trâu, mà phải có công phu cột con trâu, luyện con trâu, cho tới khi mà tới cái công phu cuối cùng là rõ ràng đó là cái không có, nó tự tan đi, con trâu biến hình, không có con trâu, mà chỉ có cái trí tuệ chủ nhân ông đứng đấy thôi. Nhưng mà bây giờ vọng đã tan, con cái vọng đã, những tất bao nhiêu hư vọng đã tan, thì có cần dựng cái trí, khởi cái trí để mà điều ngự cái vọng nữa không? Thế cho nên cái trí cũng trở về bình hòa, mà cái tâm của mình chân thật ấy, lúc bây giờ nó soi chiếu khắp pháp giới như cái vầng trăng đứng một mình, nghĩa là không còn chú mục đồng là cái trí, không còn con trâu đã đành, không còn cả chú mục đồng nữa, chỉ còn cái tâm của chúng ta chân, nó chân thật mà nó sáng, lúc bây giờ nó không bị mù ám gì nữa, cho nên nó sáng, người ta ví với vầng trăng sáng. Thì như thế gọi là trở thành nhất như. Mà chúng ta không phải là quan sát viên, mà thật ra chúng ta không phải là ngó một cái gì, đứng ngoài một cái gì, mà đây là chỉ chúng ta tự coi như là phá hết được những cái mê, cái vô minh. Cái vô minh nó tan thì cái gì nó hiện? Cái trí nó hiện. Cũng như thật đèn sáng lên thì cái tối nó tan đi, bây giờ chỉ còn là ánh sáng. Thì đấy, thì chính là cái Như Lai Tạng đấy. Nhưng mà cái này đang nói về tiểu thương. Thì tiểu hay là đại thì mình học thì mình cứ biết là mình đi về cái sự thật. Phân biệt làm gì cái chuyện tiểu với đại. Bởi vì mình được học đại thừa cho nên nó giảng cái về cái tiểu thừa nó dễ lắm. Chứ mình chưa học về đại thừa thì nhiều khi nó cũng đi đến cái bế tắc. Thế là mình đang soi đấy. Nhưng mà đây ngài chỉ cho chúng mình, mà muốn giảng với cái chữ trở về trận nhất như mà. Cho nên ngài mới bảo rằng tại làm sao mà trở về nhất như được, là bởi vì mình không phải là quan sát viên, mà mình đang quan sát mình, cho nên chung quy mình chỉ thấy mình mà thôi, chứ không phải là nhìn cái vật bên ngoài. Thì đây ngài muốn dùng cái câu này để ngài giải nghĩa cái chỗ thành nhất như, là bởi vì lúc đầu mình chia làm hai là đó là tại mình còn mê, mình mới thấy mình ngó một cái khác, đó là lúc còn mê. Vậy trên sự thật là cái chính là cái tâm tham sân si, là chính là cái tâm của mình, nó là cái không có, nó là cái không có, mà chỉ tại mình tập cho nên mới được, mới nói cái chữ tập, khổ tập. Từ mê thì ở trong mình học Lăng Nghiêm đó, lúc đầu là kết ám mà hối muội thành hư không, phải không? Đó thì thành ra mình thấy mình đang nhìn cái hư không, nó hóa hai rồi. Thế rồi mình lại kết ám nữa, nó mới thành sắc, rồi sắc lại đạt với vọng tưởng, rồi thì thế là nó mới đi đủ các thứ mê. Chung mình còn đang ở trong mê thì mình cũng ở trong mê, mà mình tập dần dần để cho nó tỉnh ra. Cũng như cái người đang ngủ thấy chim bao, thì bây giờ trước hết là phải mình đập người ta thế này, thì cái người ấy phải cựa mình để cho dần dần cho mà tỉnh ra. Thế là khi cô đã giật mình, cô tỉnh dậy rồi, thì cái chuyện chim bao của cô còn không? Thế làm gì có một hai gì nữa. Bài tập số 1, thở có ý thức là thế nào? Thở. Chứ con thấy mọi khi sao con không biết con thở? Khi là con thở là con còn thấy đường này đường khác không? Thở bởi vì cái mặt cho nó cứ tự thở.
cái bộ máy nó cứ thế nó làm việc, còn mình là lo việc khác. Cho nên cả ngày lăng tăng hết mọi việc, quên cái hơi thở của mình. Cho nên thật ra người thế gian họ không để ý đến hơi thở, cho nên họ không biết là họ thở. Còn bây giờ mình để ý đến, quay về đem cái sáng suốt của tinh thần của mình, buông bỏ mọi việc, quay về ngó cái hơi thở. Thở có ý thức, nghĩa là thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, đó là có ý thức. Bí quyết thành công là ở chỗ chỉ để tâm tới hơi thở. Cái câu ấy là thế này, mình đem cái tâm về mình ngó cái hơi thở thôi, chớ đừng có muốn kéo cái hơi thở cho nó dài hay là kéo cái hơi thở cho nó ngắn. Muốn mình muốn xếp đặt cho cái hơi thở thì không nên, bởi vì thiên nhiên tự nó đã từ lúc mình mới sinh ra nó vẫn tốt và đều hòa. Bây giờ nếu mà mình để tâm mình mình coi như là mình kéo ra cho nó dài thêm hay là mình rút cho nó ngắn lại, có cái ý để ý đến hơi thở, nhiều khi là mình lại làm trục chặt cái hơi thở. Cho nên có nhiều vị trở về quán hơi thở hóa ra dứt đầu, hóa ra tức ngực, hóa ra chuyện nọ chuyện kia, chính là ở cái chỗ không mặc cho cái hơi thở nó được tự nhiên. Thế cho nên đây ngài bảo bí quyết thành công là chỉ để tâm tới. Mọi khi ấy, mình nghĩ đến chợ Bến Thành, mình nghĩ đến dưới bếp hôm nay luộc khoai sọ, thế thì mình tưởng cái chuyện nọ chuyện kia, thì bây giờ mình đem cái ánh sáng trí tuệ của mình xoay lại cái hơi thở thế thôi, chứ đừng có cái tâm mà muốn dục ý để khiến cho cái hơi thở nó vâng lời mình ấy, thế thì lại học đấy. Phải để cho cái hơi thở nó tự nhiên, như hồi mình từ bé đến giờ mình vẫn thở thế nào thì mặc nó tự nhiên, thế thì mình mới không có bực bội. Tâm ta hòa làm một với hơi thở, câu ấy nghĩa là thế nào thì Phước Chí là thế nào, con hiểu làm sao ở đây lại phải dặn cái nói cái câu tâm ta hòa làm một với hơi thở. Thở là Phước Chí thở hay cô hàng xóm thở? Phước Chí nó thở. Vậy thì tâm của Phước Chí là tâm của Phước Chí hay tâm của hàng xóm? Tâm của Phước Chí. Vậy thì hơi thở cũng là Phước Chí, mà cái tâm cũng là Phước Chí. Vậy tại sao ở đây lại phải nói cái câu tâm ta hòa là một với hơi thở? Hóa ra hai cái nó hợp vào với nhau. Thì vậy là có hai hay có một đây? Mọi khi tâm chúng ta chạy đi sang hàng xóm, mũi mình cứ thở mà tâm mình đã sang hàng xóm rồi, cho nên nó thành có hai. Bây giờ đây đem ánh sáng của tâm trở về thì hóa ra mình có một Phước Chí hay có hai Phước Chí? Có một. Thế cho nên gọi là tâm ta hòa là một với thở, nghĩa là cái tâm nó không nghĩ đi chuyện gì khác cả, nó thấy cái hơi thở, nó sống với cái hơi thở, hơi thở là nó là hơi thở. Nghĩa là nói cách khác, nghĩa là không có vọng tâm, cái tâm nó không lông bông nghĩ ngợi gì cả, tức là đã một phần an định. Cứ 10 hơi không loạn là được một bước đáng kể. Nghiêm từ không loạn là 10 hơi thế nào? Là khi tâm con hòa với hơi thở, con thở ra con biết hơi thở ra, con biết hơi thở vô, cứ 10 hơi như thế con biết được rõ ràng như thế, thì con không có loạn gì. Không có xen một cái tưởng nào khác cả. Nếu cứ làm được 10 hơi thở mà được không loạn thì cái vị này là hay lắm rồi đấy. 10 hơi đây là thở vô thở ra là đếm 1. Đấy thì người ta cứ đếm 1. Cái thì tập cứ đếm từ 1 đến 10. Mà nếu nửa chừng nó loạn lại phải quay về đếm lại. Người ta tập như thế để cho được 10 hơi không loạn. Hai vậy là 10 hơi là bắt vào thở ra 1 cái. 1 cái, 1 cái. Vào mới ra là 1.
Thế thì như thế người ta tập, như thế người ta tập đến để cho cái tâm nó đừng nghĩ đến cái khác. Nhưng mà số đông là cứ đến số 2 thì lại quên, số 3 thì lại quên, lại phải quay lại đếm lại. Thế cứ tập cho đến khi nào mà cứ được mời 10 hơi không loại. Hiệu quả là trở về với mình. Chỉ trong giờ phút hiện tại ta mới có thể tiếp xúc với chính mình. Vọng tưởng nổi lên, thế là ta đã bị cách biệt. Kiên từ cả cái câu này à, mình mới về với mình. Còn ngày thường con đi đâu? Ngày thường con đi chơi đủ thứ. Vọng tưởng đủ thứ. Hôm nay các vị ở trong cái ban niệm chuyên tâm này thì từ sáng đến giờ đã, các vị cái tâm nó đã được điều khiển. Có giờ, có giấc, nó phải nghĩ cái gì, nó phải làm cái gì. Chứ còn những các vị ở ngoài ban hộ pháp thì từ sáng tới giờ cái tâm đã làm gì chắc không nhớ được. Không biết tâm mình nó đã nghĩ những gì, nó đã làm những gì. Thế cho nên cái hiệu quả của sự tu này là trở về mình, buông bớt những cái hão huyền của thế gian. Chỉ trong giờ phút hiện tại ta mới tiếp xúc với chính ta. Nghiêm tử, sao cái câu này nghĩa sao? Đó. Chứ mà cái vọng tưởng nó vừa khởi lên là ta đã tách biệt với ta rồi, đã sống ở trong vọng rồi. Đó. Ngồi đây nhìn mình, theo dõi hơi thở của mình. Nếu mà một mống niệm nó khởi lên, má ở nhà đang phơi đậu. Thế thì ngay cái lúc má ở nhà đang phơi đậu thì con có thấy con nữa không? Đó, cái vọng tưởng nó khởi lên. Thế cho nên chúng ta hàng ngày cứ bị những cái vọng tưởng nó che ám, không thấy được. Mình còn chẳng thấy được mình, mà lại cứ mong thấy được những cái gì ở trên cung trăng ở dưới đáy biển. Vậy thì bài tập số 1 chúng ta làm gì? Tâm chiếu là trở về với mình. Bài tập số 1 này là tập quay về. Tập biết là vọng tưởng, buông nó ra. Chứ mà hàng ngày chúng ta lấy vọng tưởng làm mình, sống với vọng tưởng. Còn bây giờ để tập quay về, tức là tập buông những vọng tưởng, trở về mình. Bài tập số 2 hôm qua. Số 2 này chúng ta tập cái gì? Đấy là tập quay về đã thấy được cái hơi thở, nghĩa là tập buông xả, quay về mình. Bây giờ bài tập thứ 2 làm gì? Thứ 2 tức là cái bước thứ 2 của sự tu tập, nghĩa là bây giờ mình theo dõi cái hơi thở. Nhưng mà như thầy vừa dặn ban nãy, phải để cái hơi thở nó tự nhiên. Mình đừng có cái ý thức xếp đặt gì vào cái hơi thở cả. Bây giờ chỉ quay về thấy nó thôi, chứ phải để cái hơi thở nó tự nhiên. Hơi thở của mình mọi khi khi vẫn ngắn thì mình theo dõi, mình thấy được nó ngắn. Mà hơi thở của mình mọi khi dài, mình theo dõi, mình biết rằng ta thở dài. Thế thì mình chỉ thấy được cái ngắn và cái dài vẫn có của nó, chứ mình đừng có cái kiểu kéo cho nó thành dài hay thu cho nó thành ngắn. Chúng ta mà đặt cái ý thức thu xếp vào công việc này sẽ làm rối loạn cái bộ hô hấp, mà sẽ gây ra các bệnh hoạn. Cho nên chúng ta phải để tự nhiên. Nhưng mà bây giờ luyện là luyện cái trí tuệ của chúng ta thôi. Còn cái thân của chúng ta, nó từ nhỏ đến giờ, cách thức của nó vẫn đều hòa rồi. Nó vẫn nhịp nhàng, nó đều hòa rồi. Còn mình bây giờ là chỉ tập buông cái thói, đem tâm ra bên ngoài, mà trở về soi lấy mình. Thì đấy, cái bước thứ hai này là để chúng ta bước thứ nhất là trở về với hơi thở. Đến bước thứ hai là theo dõi hơi thở. Cho nên thấy nó dài thì biết là hơi thở dài, nó ngắn thì biết là hơi thở ngắn. Nhưng mà tập
chỉ thấy và chỉ biết. Đừng để cho tạp niệm xen vào. Trong lúc thấy là nguyên cái trí nó soi cái hơi thở, không có nghĩ gì đến chuyện đi chợ hay làm bếp gì cả. Thế thì hơi thở gọi là tùy tức. Tùy tức là theo, theo cái hơi thở, để cái hơi thở nó tùy tự nhiên, chứ mình không có có một cái quan niệm gì là xoay chiều nó hết, cứ mặc nó. Nhưng mà mình chỉ luyện là luyện cái trí trở về thôi. Thì hơi thở khi mà, bởi vì hàng ngày tâm mình ấy, thọ cảnh ở bên ngoài, cho nên nó chịu cái ảnh hưởng cảnh ở bên ngoài, cho nên có khi nó háo hức, có khi nó hổn hển, có khi nó bức xúc, thì những cái ấy nó đều ảnh hưởng đến hơi thở của mình. Còn bây giờ mình đã buông cảnh bên ngoài, đã thản nhiên mọi sự bên ngoài, không bận lòng nữa, thì cái tâm của mình nó bình an. Vì nó bình an cho nên hơi thở của mình nó cũng theo đó, nó được dịu dàng, nhịp nhàng, an tịnh. Đó. Thì tuy ta không có muốn có ảnh hưởng gì đến hơi thở, mặc nó tự nhiên, nhưng mà chính cái tâm đã buông xả cảnh bên ngoài, không có những các cái xúc động với cảnh bên ngoài, thì chính cái tâm ấy nó an. Mà khi nó an ấy, thì tức là cái trái tim của mình ấy, nó cũng an. Cái đập của trái tim nó đều hòa, cho nên cái thần kinh nó cũng an, ảnh hưởng đến cái hơi thở nó cũng an, nó nhịp nhàng, nó êm dịu. Trên bài số 3, thường các thiền đường đại thừa dạy để tâm ở đan điền khi ngồi, đó là một, rồi đến đó một chấm, sau chữ ngồi ấy là một chấm, nghĩa là lúc ngồi ấy, thì để tâm ở đan điền, còn lúc đứng, lúc đi, lúc nằm ấy, thì tưởng đến gót chân. Các toàn thân ta thở vào, càng các toàn thân ta thở ra là đầu đuôi thế nào? Ông ấy đã nói rõ ràng. Mọi khi ấy, thì thân một nơi, tâm một nẻo. Thân tức là cái hơi thở, phải không? Đó, thân một nơi, tâm một nẻo, vì ta mà nghĩ đi cái chuyện khác. Thế còn bây giờ đây ấy, thì thân, tâm và hơi thở là hợp nhất, nghĩa là một con người, một người, có không? Đấy, bây giờ là thân, tâm và hơi thở hợp nhất, tức là một, ta đang thở, ta và hơi thở là một, có cái đó không? Đấy, thế cho nên gọi là cảm giác toàn thân ta thở. Bởi vì thân, tâm và hơi thở hợp nhất, cho nên chỉ có ta đây thôi, chứ không còn có cái gì khác nữa. Cho nên là, cho nên rằng cái hơi thở đó với tâm là một. Mọi khi tâm nghĩ đi chỗ khác, hóa ra thành hai. Còn bây giờ đây trở về sự thật là thân, tâm, hơi thở là một. Thế cho nên thở là toàn thân nó thở, thở vào, toàn thân thở vào. Bởi vì mình không nghĩ đi một cái gì khác nữa, mình sống với cái hơi thở này thôi. Toàn thân mình đang thở, toàn thân mình thở vào. Mà đây nói cảm giác, chứ không phải nói là tôi thấy, nghĩa là tôi có cái cảm giác thế thôi, chứ không phải là lúc bây giờ tôi suy nghĩ hay là tôi tưởng. Nếu mà khởi cái tưởng lên ấy, thì mình lại cách biệt rồi. Tưởng ấy, nó làm cho mình cách biệt với mình. Cho nên lúc này cảm giác toàn thân ta thở vào, cảm giác toàn thân ta thở ra, nghĩa là cái tâm này nó không nghĩ tơ hào đến việc nào khác nữa. Thân với hơi thở với tâm là một. Cho nên thấy đây ta thở vào, ta thở ra, có một cái ta thôi chứ không có hai nữa. Thân thì là hơi thở, mà ở đây nói là thân, tâm và hơi thở hợp một. Thì bây giờ con rõ ràng con có cái thân, thế cho nên mới thấy nó hợp một. Thân của con là cả cái đầu lẫn cái chân lẫn cái tay.
Thế còn hơi thở thì nó chỉ có một cái hơi ở chỗ này thôi. Phải không? Thế cho nên đây mới nói là cảm giác toàn thân ta thở ra. Đây, cho nên người ta mới gọi là cảm giác. Cảm giác này là khi nào mà cái tâm mình không còn nghĩ cái gì nữa thì mới có cái cảm giác này được. Nếu tâm nó còn mống nghĩ, nó tưởng cái này tưởng cái kia là không có, còn không phải là một nữa rồi, mà nó thành hai. Thế cho nên cảm giác toàn thân, nghĩa là toàn thân này với hơi thở là một con người, không phải hai, không có chia đôi, không phải cắt một nửa, nửa trên nó thở, còn hai cái chân này không thuộc về tôi mà là của hàng xóm. Mình không nghĩ gì cả thì cái cảm giác là nó hiện lên, nghĩa là đây là một cái ta, nó đang ngồi đây thôi, có một cái ta thôi. Cho nên gọi là cảm giác, tức là mình không khởi nghĩ gì cả. Đừng khởi nghĩ rằng đây là tất cả thân ta đều đang thở. Nếu khởi nghĩ lên thì cái tâm tưởng khởi nghĩ lên nó cách biệt rồi, thì không phải một cái ta nữa mà có hai rồi. Anh nói. Ngày nếu mà thở nghĩ lên lên vậy thì ngay lúc mà con niệm cái câu mà cảm giác toàn thân ta thở vào, mình khởi niệm luôn hả bà thầy? Mình chỉ khởi niệm, mình khởi cái niệm ấy thôi, chứ không xen lẫn một cái tưởng nào khác cả. Thì con cứ khởi cái niệm ấy, tức là toàn thân con đang thở. Dạ. Bà thầy, thì cái bài của con là có theo dõi hơi thở như cái bài vẫn như trước, không có gì khác. Nhưng mà đằng này thì có cái chỗ nó an ổn hơn. Bài trên ấy là mình còn có cái công phu. Còn cái bài này ấy, thì nghĩa là nó đã thành. Cho nên chỉ có thân tâm và hơi thở là một cái ta. Không khởi một cái niệm gì khác nữa. Mà thay mình còn khi mình thở, mà thay mình còn nhìn cái câu cảm giác. Có, mình khởi mình. Đấy, cho nên chỉ có một cái câu nó hiện lên, mà là toàn thân mình thôi. Cái bài 2 là tùy tức, cái bài 3 thì là cảm giác toàn thân. Thì khi mà tập con phải theo dõi cái hơi thở. Cái bài 2 này con chỉ theo dõi cái hơi thở thôi. Một việc là cái hơi thở. Thì cái hơi thở nó chỉ có đi từ đây nó đi xuống lên nữa. Nhiều lắm là đến chỗ đan điền của con. Vậy con có theo nó hay là con cứ để tâm vào đan điền? Con không để tâm vào đan điền mà con phải bây. Nhưng mà nhiều khi con đã tập quá đi rồi thì con đã quen về để đan điền thì con cứ để ở đan điền. Nghĩa là mọi khi con thế nào thì bây giờ con cứ thế. Chứ còn với những các em nó mới tập thì bây giờ nó hẳn còn ngó cái hơi thở của nó, xem cái hơi thở này nó tới đâu. Chứ nó chưa biết chuyện đan điền mới lại để bụng phồng kẹt gì hết. Đây là nói những các người mới tập bài 1, bài 2. Còn nhiều khi con tập đã lâu rồi thì con tới bài 20 rồi còn gì nữa. Thì ngày, mọi khi mình thế nào mình cứ thế. Không nên trở về rồi nó rối loạn cái hơi thở. Mà tay của em ha. Cái em mà nó đã tập theo cái pháp môn mới của các vị ở Thái Lan. Còn đây là theo kinh. Nói theo kinh, hồi xưa chưa có cái chuyện mà nghĩ đến phùng sẹp mới có, là một phong trào bây giờ mới, các ngài mới đặt ra cái pháp môn ấy là khoảng độ vài chục năm nay. Như vậy nếu mà... Nhưng mà những em đã quen rồi thì cứ thế, cứ tập cái phùng sẹp cũng được, miễn là mình theo dõi cái hơi thở của mình. Thì khi mà bắt đầu học thì mình có phải học từ bài 1 để tiếp tí bài sau mà thầy hay là mình tự ý làm từ những em nó đã học rồi thì bắt nó học bài làm gì nữa. Chưa phải học mà thầy, chưa phải học những cái bài này nhưng mà em... Chưa học bài này nhưng mà nó đã tập tu từ lâu rồi. Dạ, nó tập cái phong sản. Bài này là mình làm ra để cho những các em mới bắt đầu. Chứ còn thì những các em mà nó đã có rồi, nó biết rồi thì cứ để nó theo cái trình độ cũ của nó. Thế nhưng mà có điều là bây giờ nó quay về, nó cũng ngó cái hơi thở của nó. Những em mà nó đã thạo rồi chứ nó đâu có phải học bài 1, bài 2, bài 3 này làm gì. Thì mình xét xem trình độ các em nó ở trình độ bài thứ bao nhiêu ấy, rồi mình cho nó tiếp đi. Để cho những các em nó bắt đầu vào mới có bài 1, bài 2 này. Thân ngồi vững chãi, các bắp thịt khoan thư, thần kinh an định,
Đây là cái việc mà các vị mà muốn tu lâu dài phải có. Không nghĩa là dĩ nhiên là nếu các con ngồi kết già, nhưng mà thầy thấy ngài Tâm Giác khi ngài ở Nhật, ngài học ở bên Nhật, ngài về thì ngài có cho biết rằng các hòa thượng ở bên Nhật, các ngài đều nói là bên ni người nữ không có được ngồi kết già, bởi vì những các cái bộ phận ruột gan với những các cái bộ máy của mình về cái việc mỗi tháng có kinh nguyệt, cho nên ngồi kết già không hợp với người nữ. Cho nên ngài bắt buộc người nữ chỉ được ngồi bán già thôi. Mà muốn ngồi bán già lưng thẳng ấy, thì phải có cái bồ đoàn. Thế những vị nào mà định tâm mà tu, để tâm mà tu cái pháp môn này thì phải ngồi bán già, chớ có tập ngồi kết già, vì các hòa thượng nói là nó hại cho cái khí huyết của mình nó lưu thông không được, các bộ phận của người nữ. Cho nên ngồi bán già thôi, mà phải lo có một cái bồ đoàn tốt. Vị nào có tiền thì tự lo tự sắm lấy, còn vị nào không có thì có lời xin lên ban chức sự, để ban chức sự xếp đặt cho có một chiếc. Đã. Thì phải ngồi có bồ đoàn. Không có bồ đoàn cái lưng nó không thể thẳng được, bởi vì mình ngồi bán già. Thật ra ngồi kết già cái lưng nó cũng khom khom về đằng trước. Thế nhưng mà các ngài ngồi kết già, các ngài nói rằng như thế là tốt, thì thôi việc của các ngài mình không biết. Nhưng mà bên ni, bên nữ thì ngài hòa thượng Tâm Giác, ngài nói là các hòa thượng ở bên Nhật, người ta kinh, các ngài kinh nghiệm nhiều, các ngài tu có kinh nghiệm, các ngài dạy bên nữ không được ngồi kết già. Chúng ta bắt buộc phải ngồi bán già, mà ngồi bán già thì phải có cái bồ đoàn nó mới thẳng được cái lưng. Thì cái bồ đoàn này là thầy thấy các con làm bằng vải với làm bằng bông gòn, nó cứng, mà ngồi nó cứng cái xương sống thì nó cũng có cái chỗ hại. Cho nên chúng ta bắt buộc phải có cái bồ đoàn bằng mousse. Nên nếu mà có tiền thì mua hẳn cái miếng mousse nguyên, nhưng mà thầy thấy nó phí, mình cứ mua những cái mousse gọi là gì, mousse vụn. Thế thì để làm bồ đoàn, thầy nhắc lại là tất cả chị em mỗi người phải có một cái bồ đoàn vừa với cái lực lượng của mình ngồi. Cho nên mình làm phải đo cho nó vừa cái lượng, chứ không nói chuyện mà không cần được. Nó cũng có những cái thiết yếu cần. Thế còn những vị mà hoặc là bệnh hoạn hoặc già như thầy, bây giờ ngồi bán già ngồi không nổi thì xin cứ ngồi ghế. Đó. Những ví dụ như Tịnh Tuệ, cái chân của con nó có cái chỗ nó không có được bình an, thì con xin phép trong chúng cho ngồi ghế cũng được. Thì tự phép cái ghế cao thấp thế nào nó vừa ý của mình thì tự lo sắm lấy một cái. Thế thì làm sao hết là cái lúc ngồi là phải tay có dặn và phải vững chãi là một. Chứ ngồi mà cứ thấy mình muốn ngã thì không được. Cái ngồi, lúc ngồi phải vững chãi. Các bắp thịt quan thư. Quan thư nghĩa là không phải mình cười, nhưng mà mình thả. Cái tâm ấy, nó không có bám víu một cái gì. Mỗi khi cái tâm mình bám víu một cái gì thì các bắp thịt của mình nó cũng bị ảnh hưởng. Còn cái tâm mình thư thả, thanh nhàn, không vướng một cái gì thì các bắp thịt của mình nó khoan thư. Lúc thì thần kinh mới an định được. Thì đấy, nó cần phải những cái điều kiện vật chất như thế. Hơi thở điều hòa, tâm an ổn là hoa báo của thiền tập. Cho nên người ta nghe cái hơi thở, người ta biết cái người có bệnh hay không. Như thầy là người có bệnh, cho nên cái hơi thở nó có lên tiếng. Khi thở ra thở vào nghe tiếng, đó là tướng ở trong cơ thể mình có bệnh. Cái cơ thể, chỉ khi nào cái hơi thở của mình nó không có lên tiếng, nó êm, nó dịu,
nhẹ nhàng, đó là cái tướng mạo, cái việc đó là không có bệnh ở trong cơ thể. Có lúc là tại mình đi đằng sau mình coi đó, mình thấy cái người và em thở mà nó rất là cái gì vậy. Thì cái đó là bởi vì cái thở còn mạnh là cái tâm nó còn động. Đến cái khi cái tâm nó hòa thì cái hơi thở nó sẽ theo đó nó dịu dàng. Lúc mà thở mà thở sâu thì là nó mạnh. Cũng có, mình thở sâu thì nó, nhưng mà bây giờ phải tập là đừng phải cố ý cho nó sâu, mà để mặc nó. Nếu hàng ngày mình vẫn tập, chứ không nên để ý cho nó cái hơi thở mình nó dài, hơi thở mình nó sâu, thì nhiều khi mình sinh bệnh. Cho nên để điều hòa. Còn cái hơi, cũng có nhiều khi mình mỏi nhặt, thành cái hơi thở của mình nó tự nhiên nó dài thêm lên, thì cái đó là lúc nó mỏi nhọc, mà là cái cơ thể của mình nó tự phản ứng, thì chỉ có một và vài hơi thở thôi. Chứ còn nếu mà thở mà động đến thân ấy, thì chắc là không có được bền mà không tốt. Thở dịu dàng, êm và nhẹ thì là tướng mạo của cái vị khỏe, bình an. Còn thật ra các vị thiền sư đó, các vị nghe hơi thở, các vị biết là mình bệnh gì, rồi các ngài chữa được. Do cái tập cách hơi thở này mà chữa được các bệnh ở trong cơ thể. Thế nhưng mà tại chúng ta chưa có phước được gặp những các bậc người ta tu chuyên môn. Chứ nếu mà có phước được các ngài thì các ngài dạy cho. Thì các ngài chỉ nghe và thấy mình thở, các ngài biết mình bệnh gì, các ngài dạy mình cái phương pháp để mà điều hòa lại cơ thể. Thầy dạy là không có lên kén cái hơi thở về nhé, là vì thở nó có bệnh. Nhưng mà nếu như hôm trước thầy có dạy là nếu những vị mà ta thở mà ta có thể luyện được cho nó dài ngắn mà người ta vẫn thấy an ổn thì thầy không hề dạy cái câu đó. Chắc còn nghe ai, thầy không bao giờ dám nói đến cái câu đó. Bởi vì phải có các bậc thiền sư mới dám dạy các con kéo hơi thở ngắn dài. Bởi vì nó sinh bệnh nó biết đường nào mà chữa. Còn thầy bây giờ là thầy chỉ giới thiệu cái pháp môn này, cái trí của mình, chứ không phải luyện cái hơi thở. Cái việc luyện hơi thở phải các bậc thiền sư, như thầy vừa nói, các ngài có khả năng, các ngài có, mình có bệnh, các ngài thấy được cái bệnh và các ngài chỉ cho mình cái cách để chữa được khỏi. Chứ còn thầy thì không có dám động đậy đến cái việc đó. Cái học cái tu chưa có gì, chỉ thấy cái pháp môn nó hay quá mà các con không được hưởng thì nó uổng. Cho nên là giới thiệu. Thế thì khuyên, thì dám khuyên các con là cái hơi thở mình từ xưa nó vẫn bình an, vậy thì hãy cứ để yên nó đấy. Bây giờ luyện cái trí của mình trở về để mượn cái pháp môn này mà tiêu ba cái độc tham sân si, trừ những các phiền não. Bây giờ tu là tu về trí, chứ không phải tán tu về hơi thở. Các ngài ngồi thiền có mỗi vị người ta ta tu một pháp môn, có thể là người ta về hơi thở, mà có thể thầy thấy cái ngồi thiền ta tu về ta luyện cái nước miếng nước bọt, chứ cái bụng nó reo thì thầy không biết. Nhưng mà thầy biết là có cái pháp môn đó là của các vị tu tiên, chứ không phải thiền của nhà Phật, mà lối tu của các vị tu tiên. Cho nên các ngài có luyện cái nước miếng này, cái nước gọi là tân dịch, cái nước miếng ở trong miệng của chúng mình nó có hai loại nước miếng. Có loại nước miếng hàng ngày của mình đây là để tiêu hóa thức ăn, để sát trùng ở miệng. Còn có một cái loại nước miếng nó bổ dưỡng, nó lại coi như thuốc bổ đó. Thế cho nên các ngài luyện cái nước miếng ở đây,
Thì mỗi khi các ngài ngồi cũng như mình ngồi thiền, thì các ngài luyện cho nên nó nổi lên những cái cục ở chỗ này, cái nước miếng nó ở trong nó tiết ra, cho nên nó nổi thành những cái cục, mà các ngài đưa những cái cục ở sang bên phải, đưa sang bên trái, cứ ở cổ nó nổi lên những các cái cục. Thì đấy, cái đó là cái pháp tu tiên của các vị luyện cái chất bổ của nước miếng để mà sống lâu. Cái đó. Thì cái việc bởi vì nó có nhiều thứ thiền định lắm, thiền định của các bậc tiên, thiền định của ngoại đạo, thiền định của phàm phu. Có những các vị người ta chỉ cần thần thông người ta cũng tu thiền định, nhưng mà đường lối của người ta khác chúng mình. Mà thầy là ví dụ như có bệnh hay cái mũi hay có bệnh gì ấy, mà thầy chắc hơi thở nó lên tiếng đó, như thầy ấy, các ngài bảo rằng thầy là thầy có bệnh. Thì bây giờ khi mà tập thì cái hơi thở nó lên tiếng thì phải tập nó nhẹ lại. Thì bây giờ mình không nên, mình thầy đã khuyên các con là chúng mình học đây là chỉ để luyện cái trí và luyện cái tâm thôi, chứ không dám nói luyện cái hơi thở. Còn con muốn luyện hơi thở thì con phải tập những các vị thiền, những các vị tu thiền mà gọi là các vị thiền sư đó. Các ngài mới có khả năng dạy cho mình cũng dùng hơi thở mà chữa bệnh. Lại cái người ta nghe cái hơi thở mình, người ta biết là cô đau ở chỗ nào. Thế rồi người ta lại dạy mình cách thở thế nào để mà điều hòa lại cái cơ quan nó đang bệnh. Thế nhưng cái ấy phải là việc của các ngài, chứ thầy không dám. Thầy là chỉ dám, chỉ khuyên các con là quay, mọi khi mình đem cái tâm ra ngoài, thì bây giờ đem cái tâm trở về, luyện là luyện cái trí, luyện cái tâm, chứ còn cái hơi thở để yên nó đấy, thầy không dám động. Nhớ cho nó bệnh một cái, không biết đường nào mà mò. Môn thở này là chữa được đủ các thứ bệnh. Chính cái pháp môn này là các vị mà tu thật sự, là các ngài chữa được hết các thứ bệnh. Mà không phải thuốc men, chỉ dùng cái hơi thở mà chữa thôi. Thế nhưng mà phải có người chỉ dạy và điều khiển. Tâm an ổn là hoa báo của thiền tập. Cái gì đấy? Là hoa báo của thiền tập. Kinh niệm xứ không hề có câu nào nói đến để ý nơi đầu mũi. Bởi vì có nhiều người lầm hai cái pháp môn. Cái pháp môn để ý nơi đầu mũi là cái pháp môn nói ở trong kinh Lăng Nghiêm. Thì có một vị ngài tu Viên Thông, ngài để chữa cái tâm tán loạn, hàng ngày ngài soi cái tướng sáng ở đầu mũi. Khi cái mắt nhìn vào cái đầu mũi này thì thấy có một chút sân sáng ở đầu mũi, nghĩa là để ý đến cái chóp mũi chứ không phải hơi thở. Thì những các vị ngài tu về cái chóp mũi này thì thầy nghe nói, thầy nghe một sư cô ở trên Thủ Đức, thì chính sư cô có tu cái pháp môn này, mà có một vị thầy dạy ngài tu ở Châu Đốc, mà ngài nói là ở Châu Đốc nhiều người tu đang tu cái pháp môn đấy, và có các như vị thầy của ngài rất là đắc lực đấy. Vậy thì đó là một pháp môn khác, chứ không phải là pháp môn tứ niệm xứ về hơi thở của chúng mình. Cái pháp môn về hơi thở của chúng mình ấy, như là người ta tu sổ tức thì có thể thuộc về cái pháp môn này được. Chứ còn đằng này là soi cái để ý lên cái đầu mũi này thôi. Thế hàng ngày mắt nhìn vào cái đầu mũi và cái tâm để ý lên cái đầu mũi. Thì hiện tại thấy sư cô nói thì chính sư cô cũng tu. Và các vị ở núi Châu Đốc bây giờ số đông các vị tu cái pháp môn ấy. Nhưng ở đây có dặn là một pháp môn khác, đấy là một pháp môn khác, chứ không phải là cái tứ niệm xứ của chúng mình. Cho nên không có nên kéo pháp môn nọ dọ vào pháp môn kia, không có lợi ích. Thầy hoa báo là cô phải chứng được, hoặc là ít nhất quả báo là ví dụ như cô phải chứng quả Tu Đà Hoàng hay A Na Hàm thì mới là quả báo. Còn bây giờ chỉ là cái tướng nó báo hiệu cái sự tu hành của cô có đắc lực, cho nên gọi là hoa, nó mới nở hoa chứ nó chưa kết quả. Tức là mình tu hơi thở là cái hoa thẳng.
hơi thở điều hòa, tâm an ổn thì mới là cái hoa báo. Chứ không phải cô cứ thở sàn cô mây đi mà cô gọi là cô được cái hoa báo. Kinh nghiệm xứ à, gần đây ở Miến Điện, thiền sư Mahasi dạy chú ý tới sự phòng xẹp của bụng. À, thì đây là cái pháp phòng xẹp mà cô Tịnh Chân vừa nói. Cái này ở là mới cái vị ngài Mahasi ở xứ Miến Điện, ngài mới sáng, ngài mới phát minh ở cái pháp môn này. Thì người ta tu tập theo và người ta thấy rất là tốt, rất là đắc lực. Cho nên thầy thấy bây giờ khắp các nơi đều các thiền đường người ta đều tập cái pháp môn này. Nhưng đây là một pháp môn mới phát minh ra, chứ còn chúng ta từ xưa thì cứ theo kinh tứ niệm xứ tu tập thôi. Đó, ngài Mahasi thì dạy để chú ý tới sự phòng xẹp của bụng. Mà khi đã chú ý thì chúng ta vô tình nhưng cũng đưa cái hơi thở về tới bụng. Còn ở các thiền đường đại thừa thì dạy chúng ta để tâm ở đan điền. Đan điền tức là ở dưới cái rốn. Thì thông thường ngồi hoặc niệm Phật hay là quán hơi thở, người ta hay để tâm ở dưới cái rốn, chỗ cái bụng dưới là chỗ đan điền. Còn khi đứng, khi đi, khi nằm thì hoặc là thở hoặc là niệm Phật, người ta thường ở đến gót chân. Đây là cái thói quen mà nhà chùa vẫn thường là thường dùng. Bài số 4 con đọc. Ngài là một vị giáo sư ở một thiền đường ở xứ Miến Điện. Thầy, hồi nãy cái đoạn này vô đây có nghĩa là bây giờ mình để tâm ở phòng vàng, mình còn dùng cái phòng vàng cũng được, mà mình để tâm ở đan điền cũng được không ạ? Thì cũng thì chính thầy cứ để ở đây là cốt để cho chị em biết là đấy, bây giờ ở theo cái phong trào mới bây giờ thì người ta để cái sự phòng xẹp, mà ngày hồi xưa thì các cụ cứ để tâm ở đan điền. Đấy, là để ở đây để cho chị em biết, mà thấy có ai trong chị em có ai đã tu cái này thì cũng nên biết là mình tu như thế là cũng có người ấn chứng, chứ không phải là hỏng. Con để tâm điện đang đi nó thì chân điện thọ thì con để tâm điện đang đi, con biết con đang thở nó không được thầy. Thì những lúc thọ vui điện thì con cũng nhận định đấy là thọ vui thì nghĩa là cái chuyện đan điền đây cũng như cái chuyện phòng xẹp đây là thầy ghi thêm vào đây để cho những các vị tu thì biết rằng ở đấy có những các vị người ta làm thế, chứ không phải bảo các vị bắt buộc phải theo. Vì ai tu phòng xẹp thì cứ phòng xẹp, ai đã quen đan điền thì cứ đan điền, còn người nào mà chưa quen cả hai cái thứ này thì cứ theo bài tập để mà tu dần. Mà thấy mình làm phòng, thấy cái mình để tâm ở đan điền mà bình an hơn thì cũng cứ để tâm ở đan điền. Nhưng còn ở đây thì ban nãy vừa nói là tập cảm giác toàn thân trong cái bài này, là thấy toàn thân mình thở. Thì bây giờ chú tâm vào cái hơi thở, nó tới đâu cũng được, chứ không phải là bắt buộc để tới đan điền. Ở trên là chúng ta có cảm giác toàn thân thở vào thở ra. Thì ở mỗi hơi thở chúng ta không có tâm nó không loạn nghĩ đi cái khác nữa, mà đây là toàn thân chúng ta thở. Còn bây giờ cái bài này ấy, là chúng ta đã trở về thật sự với thân ta rồi, với tâm ta rồi, với hơi thở ta rồi. Thì bây giờ an định cũng như đứa trẻ đi về nhà, về vào tới nhà rồi thì nó ngồi một chỗ. Thế thì bây giờ đây đã trở về thực sự toàn thân, toàn tâm chúng ta sống với cái hơi thở, không có một cái riêng tư nào khác nữa. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu thấy an định. Cho nên đây nói an định toàn thân, ta thở vào, ta thở ra.
Ở đây nói nghĩa là dùng hơi thở để thực hiện sự an tịnh trong toàn thân. Nhờ cái hơi thở nó điều hòa, mà bây giờ thấy thân tâm là một, hơi thở với thân tâm mình là một. Cho nên cái hơi thở đã điều hòa là toàn thân nó điều hòa. Nó toàn thân điều hòa rồi, đi tới toàn thân an định. Thế bây giờ đây như thế gọi là dùng hơi thở để thực hiện được cái sự an tịnh ở toàn thân. Nếu mà cơ thể nó trục trặc, nó đau chỗ này, nó ngứa chỗ kia, thì cái tâm có an tịnh được không? Cơ thể không an hòa thì tâm khó an tịnh. Cho nên dùng hơi thở đều hòa cái nhịp của tim. Cái hơi thở của mình được điều hòa. Bởi vì chúng ta mọi khi nó cứ bị xúc động là bởi vì cảnh ngoài nó xúc động, cái tham sân nó xúc động. Còn bây giờ mình buông hết rồi thì cái hơi thở của mình nó đem cái dưỡng khí vào phổi, cho nên trong thân nó được yên ổn, khoan khoái. Thì cái hơi thở nó êm thì hẳn là cái thần kinh nó được an hòa. Thần kinh an hòa thì nó điều hòa cái nhịp của tim. Thế vì thế toàn thân an ổn vận hành. Vị nào mà có cái hơi thở êm nhẹ, không có tiếng động ấy, là triệu chứng cái vị có sức khỏe. Các vị nghe cái hơi thở của thầy nó cứ rào rào đi, đi vô. Các vị bảo thầy có bệnh phong thất. Mà thật bây giờ thầy mới biết thầy có bệnh phong thất thật sự. Chứ mình tự mình không biết. Mà hồi các ngài bảo thì mình cũng chỉ biết thế thôi, nghe thế thôi, cũng không để ý. Nhưng mà bây giờ thầy thấy thầy phong thất nặng thật sự. Nghe hơi thở thầy mới biết. Hơi thở vào. Đấy, không những là biết được bệnh phong thất mà các ngài còn biết được cô đau tim hay đau gan kìa. Ta nghe hơi thở ta biết bệnh. Rồi người ta lại dạy mình điều hòa cái hơi thở kiểu nào đó thì hết được cái bệnh ấy. Cho nên cái hơi thở nó chữa được đủ các thứ bệnh. Nhưng mà ngoài của là mình không có vào cái pháp môn đó, cho nên mình kém, mình không tập được. Chứ cái đó thật là cái quý. Thầy làm cái bài thứ tư này là như thầy đã làm bây giờ nó đã an định rồi. Như cái câu cô ở cái bài thứ ba đó là mình không có bị một cái vọng tưởng nào hết. Thầy như thế cứ dần dần thì đã được an định vậy. Mà cái này là coi như nó được cái thành công của cái bài thứ ba. Cái bài thứ ba đi đến cái bài thứ tư, cứ mỗi bài nó một bước, từng bước đi một. Mà những cái bài này toàn lấy ở kinh ra, theo cái kinh mà làm nữa thôi. Thầy vậy khi ví dụ như bây giờ con tập từ đầu đó, thì con đợi đến lúc mà nó an định đó, thì con mới nghiệm cái bài thứ tư, hay con cứ thống lớp con tập từ một đến thứ tư? Phải được cái bài thứ nhất rồi mới tập bài thứ hai, mà phải được cái bài thứ hai mới tập bài thứ ba, thì không nói thời gian được, nó từng người. Mà mình được rồi mình tu tập bài thứ tư không cũng được. Thì mình thầy chỉ sợ rằng chưa được thôi, chứ còn nếu mà đã được rồi thì có khi các vị, có những vị người ta đã tu cả rồi thì người ta tới bài thứ 20 rồi thế này. Mà mình đây là theo trong kinh mà đặt ra những cái bài này dần dần. Thì tức là con đã phong hết cả cái đám này rồi. Thế con thế là tình, nếu thế thì con phải tập lại cái đó. Nhưng mà đã để tâm cái đan điền rồi thì cứ để ở đan điền, bởi vì cái hơi thở mình đã quen tới cái đan điền rồi. Thì bây giờ mình cứ trên sự thật của mình đã tới đan điền rồi thì mình cứ tập như thế. Nhưng mà chỉ có điều là phải tập từ đầu. Tập từ đầu có nghĩa là sao? Con vừa mới nói rằng con chưa an định.
Nghĩa là nhiều khi thì con, những lúc mà ví dụ như con tỉnh thành thì con an định, nhưng mà đó ví dụ như có công việc nhiều với con ngồi suy nghĩ thì lúc đó con loạn đi thì con đâu có được cái an định này. Ừ, thì kể gì, bởi vì miễn là mình đã tập và mình đã được một cái kết quả bài thứ hai thì là mình được bài thứ hai rồi. Còn những khi bận rộn công việc nó loạn đi thì mình phải lại trở vai, mình trở về nó cũng dễ. Thở càng vi tế, thân tâm càng an tịnh. Chữ vi tế đó, vi tế tức là nó hết sức nhẹ, không có, nó không có, nó không có cái tướng hiện lên, thì chỉ cái người thở tự thấy mình thở thôi, nhẹ nhàng và êm dị và chậm. Thì là, đó là cái nghĩa chữ vi tế. Thở vào ta thấy cơ thể khoan khoái, thở ra đem đi những nhọc mệt ưu sầu. Thì cái này ấy, là cái nói để cho mình thấy cái công đức của việc thở, chứ không phải cái lúc bây giờ các vị phải khởi tâm nghĩ hay tưởng. Nhưng mà lúc đầu mà bắt đầu, cái lúc mà mới vào ấy, chúng ta có ba cái thở vào thở ra đó, chị em có ra đó không? Đó, thì cái lúc bây giờ mình nghĩ thở vào thì mình tưởng như mình hít hết cái không khí ở khắp thấy hư vào, những cái sạch sẽ an ổn ở bên ngoài đem vào cơ thể để bồi dưỡng cơ thể. Còn thở ra thì mình nghĩ đến bao nhiêu những các cái nhọc mệt, những các phiền não, những cái cho đến các ma sự ám ảnh cho người ấy, thì cho ra hết. Thì từ ba cái hơi đầu chắc là chị em có tập cái đó cả rồi phải không? Yeah. Còn trong bây giờ, trong lúc đang tập thì không nghĩ ngợi gì cả. Ta cần trở về hiện tại để có thể quán chiếu những gì xảy ra trong hiện tại. Câu này là nói gì nhỉ? Của chúng ta không phải là luyện hơi thở, mà chỉ cốt để mượn cái hơi thở mà đem cái tâm trở về hiện tại. Bởi vì tâm chúng ta vọng tưởng, tính toán chuyện quá khứ, chuyện vị lai, chuyện sắp sửa phải làm. Đấy. Thì cái tâm chúng ta nó cứ đưa chúng ta đi đủ thứ như thế. Bây giờ chúng ta tu cái pháp môn này là cốt mục đích của chúng ta là đưa tâm về hiện tại. Đừng bận lòng đến quá khứ và vị lai. Cái nghiệp của chúng ta là cái thói, cái tính toán, lo âu làm việc này, làm việc khác. Còn bây giờ ở tu đây ấy, là chỉ cốt để đem tâm về hiện tại. Thế nhưng mà các cụ đã nói rằng nếu không lo xa thì sẽ có buồn gần. Làm người có nhiều buồn phận thì phải tính toán, phải xếp đặt tương lai, phải, cho đến nỗi người ta còn phải học lịch sử nữa, là để đem những cái kinh nghiệm của quá khứ giúp cho chúng ta xếp đặt cái tương lai. Mà tại sao bây giờ Phật lại không cho nghĩ đến quá khứ và vị lai? Như vậy thì chúng ta làm sao mà làm con người đứng ở trong thế gian này được? Làm thế nào thì phải có bổn phận, thì phải lo lắng đó. Nếu không lo xa sẽ có buồn gần. Thế mà bây giờ lại bỏ hết, không nghĩ quá khứ, không nghĩ vị lai, mà tôi chỉ biết hiện tại thôi. Như thế thì cái người này chắc là người hư ạ. Thế gian người ta trách cái người, những cái người như thế này lắm ạ. Là những người không biết nghĩ, những người không biết lo xa, những người không biết xếp đặt, không có trách nhiệm. Đấy. Thế vậy bây giờ Đồng Nam làm sao mà dung hòa cả đạo cả đời cho người ta hiểu được, mà người ta dám tu cái pháp môn này. Thế cho nên thầy bảo có in cái này chỉ in chút ít để chùa, để thờ trong chùa, chứ không có dám nói chuyện mà chia cho ai cả. Không, ông Phật ông lại dạy chúng mình làm những con người vô trách nhiệm, không biết sẽ lo bản thân mình, không có biết bổn phận, là không biết cái trách nhiệm làm người. Cái gì cũng tung hê đi hết, chỉ nghĩ đến hiện tại thôi. Có cơm bây giờ ăn, biết cơm ngày hôm nay ăn, còn ngày mai có cơm hay không cơm mà kệ. Đấy, là những con người gọi là vô trách nhiệm. Thế thì thế gian ta trách cái câu đó, thì cô giảng, cô chỉ cho chị em ta thấy
là tu cái pháp môn này. Đó. Làm sao mình lại tu như thế? Làm sao mình lại tu tập để thành những con người vô trách nhiệm, không có bổn phận làm người? Sao lại tu tập để như thế? Giải phải giải cái nghi này. Cũng như hôm qua đó, nói chuyện về ông A Nan, người ta mắng là Đức Phật là đồ bất hiếu, bất trung, bất nhân, bất nghĩa. Nếu không giải nghĩa ra thì những người xuất gia người ta sợ cái câu đó. Dĩ mà người ngoài đời các cụ nói là không lo xa sẽ có buồn gặp, và khuyên chúng mình phải xếp đặt tương lai, học quá khứ để lấy kinh nghiệm mà xếp đặt tương lai, bổn phận đối với con cái, với gia đình, với xã hội. Sở dĩ người thế gian người ta có cái chỗ đó là vì người ta nghĩ rằng cái tâm lo lắng của con người, cái ý thức của con người nó có thể xếp đặt được tương lai, cho nên chẳng phải để tâm lo mọi việc. Nhưng Đức Phật thì Ngài cho chúng ta thấy rằng chúng ta vào bào thai, chúng ta có chọn cha mẹ không? À, mà chúng ta vào bào thai, có phải chúng ta xếp đặt được cái thân này nó có hai mắt, hai tai không? Có phải tự mình xếp đặt không? À, mà rồi bây giờ ở bụng mẹ ra, chúng ta có biết là chúng ta hôm nào sống, hôm nào chết, ngày nào sẽ có bệnh này, ngày nào sẽ có bệnh kia, chúng ta có biết được đời sống của chúng ta không? Vậy thì rõ ràng đâu có phải chính chúng ta là người đứng an bài số phận, đâu có phải là tự lực chúng ta làm chủ được cái thân chúng ta đâu. Mà thân chúng ta còn chả làm chủ được. Thân cô Tịnh Chân nó đau dạ dày, nó cứ lúc nào nó đau thì nó đau, nó đâu có xin phép cô ấy để đau. Giống như lời của Ngài Thiền Sư ở đây, Ngài nói, Ngài bảo đau dạ dày nó đâu có xin phép mình, tự nó đau. Mà rồi nếu mà mình không có phước đức, không gặp thầy gặp thuốc, thì mình cứ chịu nó hành hạ thôi, chứ mình có làm gì được nó đâu. Vậy thì ruột thì gan mình còn chả an bài được, huống chi nói chuyện mình an bài cái gì bây giờ. À, chính thân mình còn cam làm nô lệ, thế thì còn cái gì ở thế gian này mà mình xếp đặt được. Cho nên theo chủ trương của Phật, con người là vô minh, từ cái vô minh mà sinh ra, sống vô minh rồi lại chết ở trong cái vô minh. Cho nên cái việc cần thiết là khai trí tuệ. Đã, cần thiết là phải khai trí tuệ. Bởi vì mình sống trong vô minh cho nên mờ mịt tối tăm, cho đến nỗi các cụ có cái câu là cái quay búng sẵn trên trời là mờ nhân ảnh như người đi đêm. Chị em nhớ cái câu ở đâu không? Học ở nhà trường quên hết. Đã, cái câu của Ngài Ôn Như Hầu, cái quay búng sẵn trên trời, coi như cuộc đời của mình ấy là như cái người ta chơi quả quay, ta búng sẵn, có cái quay nó búng sẵn ở trên trời, nghĩa là cái số mệnh từ trên trời đã định. Đó. Người nào giàu thì cứ giàu, người nào nghèo thì cứ nghèo, khi không lại sinh vào một cái nhà giàu, rồi có người lại khi không là ở bụng bà một bà nhà nghèo đi ra. Thành ra những cái ấy là coi như có một sự xếp đặt ở trên trời cơ, chứ không phải ở nơi mình. Nè. Thế rồi lờ mờ nhân ảnh, cái thân chúng ta sống như là một cái ảnh, một cái bóng, chợt còn, chợt mất, chợt có, chợt không. Lờ mờ nhân ảnh, mà như người đi đêm, mù mịt tối tăm, chợt một cái ngày mai có thể mình bị cái ho lao, chợt một cái có thể là bị ung thư, bị hủi cùi. Nhưng bây giờ mình có ngờ mà có biết gì không? À, nó như người đi đêm mò mẫm, hôm nay biết hôm nay, mai biết ngày mai, chưa biết sáng mai cái số phận của mình nó sẽ đi tới đâu. Thế thì như vậy làm sao mà nói chuyện là mình chạy theo sự vật để mà mình xếp đặt tương lai được.
Thế cho nên Phật nói là con người sống với vô minh hoàn toàn để cho nghiệp lực nó chi phối. Cái nghiệp nó khiến cho làm người thì được thân người, cái nghiệp nó bắt vào bụng con trâu ra làm con trâu thì được làm thân con trâu, làm chó, làm mèo, làm gà, làm vịt. Cũng ở cái nghiệp lực nó an bài, chúng ta có quyền gì không? Thế cho nên Đức Phật bảo rằng những cái mình không làm được thì mình bận rộn làm gì? Bây giờ mình là kẻ mù tối thì hãy phải khai mở trí tuệ, lấy cái trí tuệ đầu tiên làm cái đầu tiên. Chứ còn hoàn toàn đời sống của chúng ta mà có giàu hay có nghèo, đủ ăn hay thiếu thốn là do cái nghiệp lực nó xếp đặt rồi. Thì chúng ta có muốn cũng khó được, muốn làm giàu ra công làm việc nhưng chợt một cái bị ung thư, bị ho lao thì làm giàu được không? Cho nên không nổi. Thế cho nên Phật dạy rằng thế gian này là cái nghiệp lực nó an bài, cho nên bây giờ phải tỉnh ra. Đã tỉnh ra, đừng tạo nghiệp nữa, hay là chọn cái nghiệp lành mà làm, bỏ cái nghiệp ác đi. Thì cần nhất là có trí tuệ, mà bởi vì chính cái nghiệp ấy nó an bài, chứ khôn cũng không ăn, mà giải cũng không thiệt. Mà ở cái nghiệp lực, để cô kiếp trước cô có cái nghiệp bá thí thì kiếp này cô giàu có, kiếp trước cô có cái nghiệp keo sẹt thì kiếp này cô phải nghèo hèn. Thì chung Phật Đức Phật thấy là cái nghiệp nó là chủ hóa công ở thế gian. Thì bây giờ nhưng mà cái nghiệp này lại mình tạo ra, vậy thì bây giờ mình quay về và sửa cái nghiệp thôi. Muốn sửa cái nghiệp cần nhất là cái trí tuệ. Cái trí tuệ nó có sáng, nó mới điều hành được cái tâm. Cái tâm có sáng suốt mới không có tạo những nghiệp nơi thân, miệng và ý. Chúng ta nhớ như chú, như Ngài Tam Tạng Pháp Sư, mà chỉ lỡ một lời nói, mà rồi sau phải làm con chó. Cái chú Quân Đề đó, ở trong Sa Di mình học, chỉ có thấy một vị tăng, Ngài tụng kinh, cất lên một lời và ông tụng kinh ồ ề như chó sủa. Dĩ nhiên là trong đó có cái chỗ giễu cợt, là cái âm thanh của ông như thế mà ông lại cứ ham tụng, cứ đọc lên, có vẻ say sưa ưa thích cái chỗ đọc của mình, mà không biết là cái giọng của mình như giọng chó. Thì chúng ta nghĩ rằng một khi đã đọa 500 đời làm thân chó, thì trong cái lúc làm thân chó ấy, những cái công phu tu học làm Tam Tạng Pháp Sư có dùng làm gì không? Đó. Thế cho nên rằng cẩn thận học để sáng suốt. Sáng suốt để giữ cái thân miệng ý của mình. Đừng tạo nghiệp. Đừng tạo những nghiệp xấu, mà lo tạo những nghiệp lành, nghiệp tốt. Thì ngày mai tự những cái nghiệp báo ấy nó nảy nở những cái tốt đẹp. Chứ không phải ở cái chỗ đi tranh, đi cướp, đi tài, đi giỏi, đi xoay sở mà thành được những sự tốt đẹp. Cho nên học là để sáng suốt. Sáng suốt, đừng để cái tham sân si nó ngự trị cái tâm mình. Vì cảm tình với một người nào, hay vì ác cảm với một người nào, cái miệng chúng ta sẵn sàng đã, hoặc là nói xấu, hoặc là vu oan, thì chúng ta tài giỏi đến đâu mà xếp được cái tương lai của chúng ta thoát được những cái quả báo làm chó, làm mèo. Mà đã làm chó, làm mèo, đã vào địa ngục, đã vào làm quỷ, làm ma rồi, bao giờ tỉnh cho ra? Thế cho nên Đức Phật dạy, chính Đức Phật là người lo tạo đó. Như Đức Phật, theo Đức Phật mới thật là người lo xa, mới thật là người nghĩ rộng, bởi vì chu đáo tìm đến cái gốc ngọn mà sửa. Thì chỉ có mắt Phật mới thấy được sự thật. Mà chúng ta tuy là chỉ có mắt Phật mới thấy được sự thật, nhưng mà Phật cũng lại có cái biện tài giảng dạy, khiến cho chúng ta hiểu được cái đường lối
mà chúng ta tin được và chúng ta theo được. Thế cho nên cần nhất là cái trí tuệ sáng. Cái trí tuệ sáng, mà trí tuệ sáng này chỉ cần có một việc là soi cái tâm của chúng ta. Nó đang chỉ huy ba nghiệp, thân, miệng và ý. Làm thế nào có ánh sáng, trí tuệ chỉ huy ba cái nghiệp này, cứ tạo những nghiệp lành, nghiệp hay, nghiệp tốt đi, thì cái quả báo sau này sẽ tốt đẹp, cho đến thành Phật còn thành được, huống chi là việc gì khác. Chị em nhớ để tâm hộ thầy về ba nghiệp: nghiệp miệng, nghiệp ý và nghiệp thân. Cứ luyện làm sao cho ba nghiệp đúng đường của Phật mà đi thì chắc chắn là bình an. Thế cho nên đây ta cần trở về hiện tại để quán chiếu những gì đã xảy ra trong hiện tại. Câu này thế nào nhỉ, viên diệu ông chủ? Việc quá khứ rồi ta còn làm sao mà cỡ được nữa, nên việc sắp tới thì ta xếp đặt cũng vô ích, bởi vì cái sắp tới nó cần cái hiện tại làm gốc. Cho nên ta phải trở về hiện tại để quán chiếu những gì xảy ra trong hiện tại, mà ta sửa cái hiện tại này, đó chính là việc đích đáng. Nghĩa là thế nào? Bởi vì bình thường tâm chúng ta mải tính toán, ngày mai đi chợ mua cái này, ngày mốt rồi phải lo sắm cái kia, công việc trong chùa phải làm những việc này, việc này. Cái tâm nó bận rộn, nó tính toán, cho nên nó không thấy nó. Trong cái lúc xếp đặt ấy, tham nó sân nổi lên, mà cứ vâng theo tham ấy sân, thành ra tự hồ làm việc Phật, mà hóa ra làm việc ma, mà không tự biết, cứ tưởng mình đang phước đức lớn lắm. Để. Thế cho nên bây giờ phải quay về cái hơi thở, lập trong những cái tâm niệm của mình đi, bỏ hết những vọng tưởng đi. Để. Thế thì ngay cái tâm hiện tại này, cái tham nó nổi lên, biết tham. Cái sân nó nổi lên, biết sân. Đã biết là tham, đã biết là sân, thì 80% mình đã đỡ rồi. Thế rồi nếu chưa được, nó chưa tan, thì mình có những cái phương pháp quan quán, tu các pháp quán để làm cho nó tan. Thì đó, chính ngay trong hiện tại này, mình phải giải thoát. Ngay cái hiện tại thì tương lai sẽ giải thoát. Hiện tại mà vâng theo những cái tham sân mà hành động thì tương lai phải chịu cái quả báo đó. Dù cô có chạy ra ngoài chợ, cô đi mua đi bán những cái gì chăng nữa, cô làm sao chữa được những cái quả báo ngày mai. Chỉ có một phương pháp, quay về hiện tại mà thấy ngay những cái tham cái sân nó nổi lên, thế thì mình phải hàng phục những cái ấy. Ấy chính là người lo xa, chính là người đã biết chu đáo cái trách nhiệm của mình tận gốc. Trước là gỡ cho mình, mà một mình được giải thoát ấy, thì cũng đỡ cho nhiều người lắm. Bởi vì nếu cái tham, cái sân, cái si của chúng ta từ vô thủy đến nay, chúng ta đã làm khổ biết bao nhiêu người, mà chúng ta không biết, lại còn cứ nhân nhân tự đắc là mình làm phước đây, trong khi mình đang tạo tội vào địa ngục, mà cứ nhân nhân tự đắc như vậy. Thế cho nên phải quay về hiện tại, soi ngay mình đi, thì sẽ thoát những cái chuyện tự mang thân vào địa ngục như thế. Thì thầy nghĩ đây mới thật là người biết lo xa, mà lo xa một cách thật đích đáng và chân thật. Cảm thọ an lạc có tác dụng nuôi dưỡng. Nè, tác dụng nuôi dưỡng nghĩa là tác dụng làm sao nhỉ, thiện hỷ? Cảm thọ an lạc là con nói chuyện cái vui, thì tác dụng nuôi dưỡng nghĩa là sao? Bồi bổ, nó bồi bổ cả thân lẫn tâm, cả tinh thần lẫn vật chất. Cái người ta khoan khoái tinh thần thì cơ thể người ta mát mẻ, cho nên nó trẻ con nó được yên ổn, nó hay ăn chóng nhớ. Còn những con gà đó, thật là thương tâm,
thầy đọc ở trong những tờ báo người ta nói về những cái cách nuôi gà, cái gà ở trên thế giới, thì người ta gà của người ta bây giờ người ta ấp là một lúc là hàng loạt cả ngàn con, hàng triệu con, mà muốn cho những con gà nó ăn được thì người ta phải có một cái máy, trong cái máy ấy, nó phát ra cái âm thanh. Con gà, những con gà mà ấp theo thế gian, ấp theo nhân tạo ấy, thì nó đâu có má. Thế cho nên là người ta phải có cái máy, người ta cái giờ nó, những con gà ăn, người ta có cái máy để trong cái máy phát ra những cái âm thanh của con gà mẹ nó gọi gà con, để cho những cái con gà con ấy nó được nghe những cái âm thanh ấm áp gọi đi ăn. Thế là nó xô nhau nó ăn, nó xô nhau nó ăn thì nó mới trắng nhớn, nó trắng nhớn thì họ mới bán được lấy tiền. Thầy đặt cái thật đáng chảy nước mắt đấy. Nó những cái con gà con nó thèm khát cái tình của người, của con gà mẹ, cho nên người những cái người buôn bán người ta đánh lừa nó như thế đấy. Người ta thâu những cái âm thanh của những con gà cục tát, con má nó gọi cục đó. Đối với chúng mình là những cái âm thanh không đáng kể, nhưng mà với những ngà gà con ấy, đấy là cái sống cái chết của chúng nó. Có thì nó sống, mà không có thì chúng nó chết. Nó khô khan đến trình độ ấy. Cho nên người ta hiểu được cái tâm lý những con gà đó, người ta đi thâu những cái âm thanh ấy. Đến cái giờ, cứ đến giờ ăn thì các nhà máy nuôi gà đó ta mở cái âm thanh ấy ra cho bọn gà con. Gà con thấy có tiếng gà mẹ gọi đi ăn, thế là xô nhau đi ăn, nó mừng, nó ấm áp, nó sống, nó chóng, nó chóng nhớ, bởi vì nó ăn được nhiều. Thế thì như thế, cho nên gọi là có cái tác dụng nuôi dưỡng những cái ảo tưởng của nó thôi, nhưng mà nó giúp cho con gà chóng nhớ hay ăn chóng nhớ. Chúng ta thấy con người ta đủ thứ xảo trá, đủ thứ xảo trá. Đấy, tìm ra những ông kỹ sư tội nghiệp ngồi suốt ngày để nghĩ ra máy móc. Nhưng mà cái bọn buôn bán nó mang để nó đánh lừa mấy con gà, để mấy con gà chóng nhớn để nó đem bán nó được nhiều tiền, để nó ăn thịt sớm. Nặng thế. Thế cho nên không học Phật thì thương, thế gian khổ. Thầy đi những con gà nó không sống, tại sao thầy nó lại sống? Gà nó không có sống. Thầy thì thầy không biết cái việc đấy, thầy không nghiên cứu gì về cái việc nó không có sống mà nó cũng có. Thầy chỉ biết trống, không, trống, không có trống mà nó lại có trứng, tức là tại sao lại có cái thần thức trong thầy chỉ, những cái thầy không biết là những cái con gà này nó nở ra ở cái quả trứng không có trống, cái đó thầy không biết. Thầy chỉ biết là người ta đăng báo, người ta nói những cái nhà máy mà người ta ấp thì là những quả trứng nó có sẵn rồi, còn nó có bố hay không thầy không biết. Thì những cái quả trứng đó người ta ấp là ấp hàng loạt, ấp bằng máy, cho nên nó nở hàng vạn, hàng triệu con gà con. Thế thì cái quả trứng ấy nó có bố hay không thì mình không biết. Mà thầy, nhưng mà bình thường là con gà cứ mỗi một tháng chu kỳ nó là nó cứ đẻ trứng thôi. Ừ. Trứng không có thần thức không thầy, hay là chỉ có khi nào mà nó nhảy máy? Thầy thì thầy không biết, thầy không biết là có hay không cái đó thầy không biết. Nhưng mà thầy chỉ biết là người ta vẫn nói là những cái quả trứng mà gà đẻ mà không có trứng thì là không có ấp được. Những cái loại trứng ấy người ta không có làm ấp, loại trứng người ta để ăn, để làm bánh. Thì thầy thấy người ta nói là không có ấp được, chứ còn cần biết rõ thì cái đó thầy không có nghiên để tâm nghiên cứu bao giờ. Cái gì đây, cái này đi. Học có thì ở phòng xếp hay là ở lâm liền ở góc chân, nhưng mà quý vị ở lân xa thầy dạy là đừng có để tâm ở lâm liền mà để tâm ở trên này thì sao? Thì bởi vì mỗi một phương của chúng mình ấy là học để tỉnh ra, còn cái tác dụng của những các vị người ta học để chữa bệnh thì mỗi một phương pháp nó khác nhau, mình không có nên mang cái pháp môn này mình lồng vào cái pháp môn kia được. Thứ nào theo một thứ à, chứ không có mang cái nọ rõ cái kia được. Ừ, thì không, nhưng mà là tôi cũng giả nhờ như thế.
cái pháp môn nào nó đi, nó có cái đường lối của người ta. Bây giờ chúng ta cái gì đến đâu rồi? Cảm ta cần trở về hiện tại để có thể quán chiếu những gì xảy ra trong hiện tại. Đó. Thì đây cái câu này của Viên Diệu đã vừa giảng là nếu mà tâm chúng ta mà bận rộn những chuyện, các thứ chuyện, thì khi cái trong cái lúc bận rộn ấy, dễ dàng những tham với sân nó ẩn, nó hiện lên. Thế thì những cái tham với sân nó hiện lên và nó tiết chất của nó vào những cái vọng tưởng của chúng ta. Chúng ta vì không để ý cho nên cứ để cho nó sai sử, rồi cho rằng mình đi lo toan những sự nghiệp việc này việc kia, cho nên thành chúng ta vẫn cứ nhận cái tham sân là tâm tính của mình. Thế cho nên cần phải đem cái buông bỏ bớt những cái vọng tưởng đi, để cái trí sáng của mình ấy, nó xoay ngay cái tâm hiện tại. Mỗi khi cái tâm hiện tại hiện tham, nó biết là tham, hiện sân nó biết là sân. Thế thì mới có thể hàng phục được cái tham sân si. Có hàng phục được ba cái độc tham sân si thì thân miệng ý của chúng ta làm việc gì cũng được thanh tịnh. Thế cho nên trước hết là phải trở về cái tâm hiện tại để hàng phục những các cái tham sân si trong hiện tại. Cảm thọ an lạc có tác dụng nuôi dưỡng để hành giả có thể đi xa trên đường thực tập. Tác dụng nuôi dưỡng như thầy vừa nói là nó bồi bổ cái thân tâm chúng mình. Đấy. Cái cảm giác thôi, nhưng mà nó cái an vui nó chỉ là cái cảm giác, nhưng mà cái cảm giác này nó bồi dưỡng cả tinh thần lẫn cơ thể, cho nên cần phải có. Như thầy kể chuyện con gà đó, nó cần phải có cái cảm giác là có mẹ, nó mới yên tâm, nó ăn nhiều, nó vui vẻ. Thế thì chúng ta cũng thế, cần phải có cái cảm thọ an lạc, tức là cái cảm giác yên ổn, thì tinh thần cũng khoan khoái, cơ thể bình an. Vì có được như vậy, tinh thần khoan khoái, cơ thể bình an, thì chúng ta mới tu lâu được, mới có ngày thành Phật được. Đóng hết sáu cánh cửa giác quan, trở về với hơi thở. Đóng hết sáu cánh cửa giác quan nghĩa là chúng ta làm gì thiện hỷ, tu để thành mô, thành biết hơi phá. Thực sự quay về nhìn vào tâm, hễ nó bóng lên là mình biết thấy mặt nó liền. Chứ nếu không ấy thì nó len lỏi vào các tư tưởng, chúng ta khó mà thấy được nó. Cho nên đóng hết sáu cánh cửa giác quan nghĩa là bớt gần như 90% những các cái phan duyên bên cạnh bên ngoài, để trở về với hơi thở. Ta trở về với ta, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Thế nào là trở về với hơi thở? Là ta trở về với ta. Đó. Thật ra ta thì là ta, chứ làm sao lại có hai ba cái ta đây. Thế nhưng mà sự thật là như vậy. Chúng ta bây giờ đây, cái tâm ấy, nó cứ chạy đi, nào đó đi Đà Lạt, đi Sài Gòn, nó đi ra chợ, nó đi vào bếp, nó đi nói chuyện với cô A, hay nó nói chuyện với má nó. Nghĩa là nó biến hóa lung thiên. Mỗi lần nó hiện, cái vọng tưởng nó hiện lên, đó là ta quên hẳn ta, mà ta chạy đi những đâu. Thế cho nên bây giờ trở về với hơi thở, hàng phục cái vọng tâm, thì ta mới thật ở với ta. Còn bình thường là chúng ta không bao giờ, ít khi lắm, chỉ sống với những chuyện ở trong sách, những chuyện gì ở đâu, chứ mình quên mình. Cho nên đây, nếu mà con trở về hơi thở, thì ta trở về với ta, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Tại sao lại bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào là thế nào, tịnh tuệ? Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Bởi vì con trở về với hơi thở.
Thì bất con khi con ở trên lầu này con ngồi học con có thở không? Kính bạch thầy dạ có. Chốc xuống ăn cơm dưới nhà có thở. Kính bạch thầy dạ có. Thế cho nên mình về mới hơi thở của mình đứng, mình bất cứ ở đâu cũng vẫn thở. Tức là mình vẫn có chỗ trụ để mà an tâm. Mà bất cứ lúc nào, ban ngày con thở, đêm con có thở. Kính bạch thầy dạ có. Thế cho nên bất cứ lúc nào con cũng là vẫn an trụ được, vì cái hơi thở nó là mình là nó. Cho nên nếu mà tìm một cái đề mục khác ấy, thì có lúc không. Chứ tìm cái hơi thở làm đề mục ấy, thì không lúc nào nó rời mình. Cảm thọ an lạc có tác dụng nuôi dưỡng để hành giả có thể đi xa trên đường thực tập. Tác dụng nuôi dưỡng như thầy vừa nói là nó bồi bổ cái thân tâm chúng mình. Đấy. Cái cảm giác thôi, nhưng mà nó cái an vui nó chỉ là cái cảm giác, nhưng mà cái cảm giác này nó bồi dưỡng cả tinh thần lẫn cơ thể, cho nên cần phải có. Từ đây kể chuyện con gà đó, nó cần phải có cái cảm giác là có mẹ, nó mới yên tâm, nó ăn nhiều nó vui vẻ. Thế thì chúng ta cũng thế, cần phải có cái cảm thọ an lạc, tức là cái cảm giác yên ổn, thì tinh thần cũng khoan khoái, cơ thể bình an. Vì có được như vậy, tinh thần khoan khoái, cơ thể bình an, thì chúng ta mới tu lâu được, mới có ngày thành Phật được. Đóng hết 6 cánh cửa giác quan, trở về với hơi thở, đóng hết 6 cánh cửa giác quan, nghĩa là chúng ta làm gì thiện hỷ, tu để thành mô, thành biết hơi phá. Thực sự, quay về nhìn và tâm, hễ nó bóng lên là mình biết thấy mặt nó liền. Chứ nếu không ấy, thì nó len lỏi vào các tư tưởng, chúng ta khó mà thấy được nó. Cho nên đóng hết 6 cánh cửa giác quan, nghĩa là bớt gần như 90% những các cái phan duyên bên cạnh bên ngoài, để trở về với hơi thở. Ta trở về với ta, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Thế nào là trở về với hơi thở? Là ta trở về với ta. Đó. Thật ra ta thì là ta, chứ làm sao lại có 2-3 cái ta đây. Thế nhưng mà sự thật là như vậy. Chúng ta bây giờ đây, cái tâm ấy, nó cứ chạy đi, nào đó đi Đà Lạt, đi Sài Gòn, nó đi ra chợ, nó đi vào bếp, nó đi nói chuyện với cô A, hay nó nói chuyện với má nó. Nghĩa là nó biến hóa lung thiên. Mỗi lần nó hiện, cái vọng tưởng nó hiện lên, đó là ta quên hẳn ta. Mà ta chạy đi những đâu. Thế cho nên bây giờ trở về với hơi thở, hàng phục cái vọng tâm, thì ta mới thật ở với ta. Còn bình thường là chúng ta không bao giờ, ít khi lắm, chỉ cứ sống với những chuyện ở trong sách, những chuyện gì ở đâu, chứ mình quên mình. Cho nên đây, nếu mà con trở về hơi thở thì ta trở về với ta, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Tại sao lại bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào là thế nào tịnh tuệ? Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Bởi vì con trở về với hơi thở, thì bất con khi con ở trên lầu này con ngồi học con có thở không? Kính bạch thầy dạ có. Chốc xuống ăn cơm dưới nhà có thở. Kính bạch thầy dạ có. Thế cho nên mình về mới hơi thở của mình đứng. Mình bất cứ ở đâu cũng vẫn thở. Tức là mình vẫn có chỗ trụ để mà an tâm. Mà bất cứ lúc nào, ban ngày con thở, đêm con có thở. Thế, cho nên bất cứ lúc nào con cũng là vẫn an trụ được. Vì cái hơi thở nó là mình là nó. Cho nên nếu mà tìm một cái đề mục khác ấy, thì có lúc không. Chứ tìm cái hơi thở làm đề mục ấy, thì không lúc nào nó rời mình.